trong giới bóng rổ. Buffaloes, Phú Hoàng chơi ở vị trí point guard, còn Thành Đạt chơi ở vị trí shooting guard. Khi cần thiết, hai anh em hoàn toàn có thể đổi vai trò cho nhau. Và mỗi lần cùng xuất hiện trong trận đấu, Flash Brothers đều tạo nên sức hút rất lớn bởi lối chơi bùng nổ, quyết liệt. Có lẽ bởi đây là giải đấu mà họ mong chờ, khao khát từ rất lâu, nên cả hai luôn thể hiện một quyết tâm và nỗ lực cao độ. Việc đi đấu trong đội tuyển thành phố của mình thì tất nhiên là mình sẽ cố gắng hết sức để mà làm sao làm tốt được nhiệm vụ của mình, huấn luyện viên đề ra, và cũng thứ hai là cũng làm hết sức có thể để đội có thể đạt thành tích tốt nhất. Cái mình mong muốn nhất là được cọ sát, được giúp đỡ nền bóng rổ thể thao không chỉ của Hà Nội nói riêng mà của cả nước nói chung được phát triển hơn, và nhờ đó mà giải đấu có thể hy vọng là nó sẽ mở rộng hơn nữa. Cùng với những cầu thủ trẻ tài năng của Hà Nội Buffaloes, Phú Hoàng, Thành Đạt sẽ là nhân tố chủ lực giúp cho đội bóng thủ đô gặt hái được nhiều thành công cũng như góp phần nâng tầm bóng rổ Việt.